Yeah. Tụi mày chỉ biết hút, không chịu đi khám phá. Đứng dậy mà cầm sách bút mà đi tới tao mà đánh giá. Tao đưa mày về trong thổ xem thuyền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích, vui lòng mà tránh ra. Mời mày bước trong đất miền Tây, tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mà của sông nước và mày sẽ thấy các đàn cò.